Kính thưa quý vị và các bạn, hôm nay trong cái chương trình Dân ta phải biết luật ta, tôi xin mạn phép quý vị và các bạn đi sâu vào trong cái nội dung về cái căn cứ viện dẫn của tòa án. Thì theo một cái bản án tôi đang nghiên cứu cho một cái vị khách hàng trong chương trình Dân ta phải biết luật ta, thì tòa án đã viện dẫn cái điều 193 của Bộ Luật Dân sự năm 2005. Các bạn ạ, tôi muốn nhân một cái cơ hội này phân tích sâu cho, thứ nhất là để tặng vị khách hàng của tôi, thứ hai là để cho trong chương trình hiểu thêm về những quy định của pháp luật. Để hiểu vấn đề này thì tôi sẽ kể lại cái câu chuyện của dẫn một cái câu chuyện để đến cái viện dẫn những cái quy định của pháp luật. Thì các bạn biết rồi, trong cái quá trình mà quản lý sử dụng thì có một cái quy định quản lý sử dụng mà ổn định, liên tục, ngay tình và không tranh chấp thì sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Và vị khách hàng của tôi cũng là một trong những trường hợp đó. Các bạn biết không, nhà tôi thì ở phía bên tay phải, nhà cái ông A thì ở phía bên tay trái. Ở giữa cái nó có một cái phần đất trống các bạn ạ, một phần đất trống. Thì trong cái quá trình mà quản lý sử dụng thì nhà tôi được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trọn cái thửa nhà tôi, và nhà cái ông liền kề thì cũng được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trọn thửa của họ. Tuy nhiên rằng là khi mà hai bên tranh chấp cái phần đất này, đất không biết là của ai các bạn ạ, đất không biết là của ai, và tòa án đã viện dẫn cái quy định của pháp luật điều 193 của Bộ Luật Dân sự năm 2005. Tôi phân tích cho quý vị và các bạn biết nha. Điều 193, quyền sử dụng của chủ sở hữu. Trong trường hợp chủ sở hữu thực hiện quyền sử dụng tài sản thuộc sở hữu của mình thì chủ sở hữu được khai thác công dụng, được hưởng hoa lợi, được lợi tức từ tài sản theo ý chí của mình, nhưng không được gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà nước, lợi ích công cộng, quyền và lợi ích hợp pháp của người khác. Như vậy, theo cái điều 193 của Bộ Luật, quyền sử dụng của chủ sở hữu. Tôi trở lại vấn đề cái quyền sử dụng đất liền kề của nhà tôi và nhà hàng xóm. Nhà tôi và nhà hàng xóm, cả hai bên đều sử dụng cái quyền sử dụng đất này. Và khi mà không có phân của ai thì ông hàng xóm ông cũng vẫn quản lý, nhà tôi vẫn quản lý. Nhưng cái phán quyết của tòa sử dụng áp cái quy định 193 để cho rằng ông đang hưởng lợi, ông đang sử dụng thì ông tiếp tục sử dụng. Nhưng tòa án lại không sử dụng ông đang hưởng lợi này. Vế thứ hai các bạn ạ, ông đang hưởng lợi này nhưng với điều kiện sẽ không xâm hại lợi ích của nhà nước. Dĩ nhiên rồi, đây là tranh chấp giữa cá nhân và cá nhân thì sẽ không thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, nhưng thiệt hại đến lợi ích của nhà tôi đó. Tòa án vận dụng quy định của 193 để có một cái phán quyết cho rằng là người nào đang trực tiếp quản lý sử dụng thì người đó tiếp tục quản lý sử dụng. Nhưng tòa án lại quên rằng việc quản lý sử dụng của cả hai nhà, không phải có một mình anh quản lý sử dụng mà cả tôi quản lý sử dụng. Thưa quý vị và các bạn, trở lại câu chuyện của vị khách hàng của tôi, bà cho rằng là cả hai nhà đều quản lý sử dụng đối với cái phần đất mà chưa được nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, mà cả bà và người liền kề hai bên đều có cái quá trình quản lý sử dụng. Tuy nhiên tòa án đã áp dụng cái điều 193 công nhận quyền sở hữu. Như vậy thiệt hại
Và tôi cho rằng căn cứ để bà cho rằng là không phải người trực tiếp quản lý sử dụng, họ định đoạt toàn bộ quyền sử dụng đất, mà cả có nhà của bà cũng đang trực tiếp quản lý sử dụng. Và nếu như trong trường hợp công nhận quyền sở hữu của phía bên nhà liền kề thì cũng sẽ thiệt hại đến quyền và lợi ích hợp pháp của chính bản thân bà, vì chính bà và nhà liền kề cả hai bên đều không có nguồn gốc đất cho rằng quyền sử dụng đất này là của họ. Còn nếu trong trường hợp một cái biện pháp chính danh nhất, nếu ai được trực tiếp quản lý sử dụng thì phải có đăng ký kê khai theo chỉ thị 02, không chỉ thị 299 nguồn gốc đất. Thưa quý vị và các bạn, video lần tới tôi sẽ tập trung phân tích những cái quy định của pháp luật về nguồn gốc đất. Nếu các bạn thấy cần hiểu thêm những cái quy định của pháp luật thì chúng ta hãy chờ xem nguồn gốc đất quan trọng như thế nào quý vị và các bạn nhé. Xin trân trọng cảm ơn.